Thân mến, chào các em. Cô xin giới thiệu, cô tên là Vũ Thị Thương, giáo viên trường Trung học cơ sở Việt Nam Algeria, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Hôm nay, cô rất vui mừng được hướng dẫn các em buổi học e-learning, bộ môn ngữ văn 7, bài 128, tiết 114, văn bản Ca Huế trên sông Hương của tác giả Hà Ánh Minh. Trong tiết học hôm nay, cô sẽ giới thiệu với các em vẻ đẹp của một nét sinh hoạt văn hóa âm nhạc giàu truyền thống của đất cố đô, một vùng dân ca phong phú về nội dung, giàu có về làn điệu, tinh tế và độc đáo trong cách biểu diễn và cách thưởng thức, độc nhất vô song của loại hình âm nhạc này.